đi kiểm cái cầu trục thì đi kiểm cái cầu trục thì có đem cái kinh phí theo, nhưng mà cái kinh phí đó là gần như là chủ yếu là để làm cái thay cho cái ống nhòm. Chúng tôi lấy một cái cây thước chuẩn, rồi sau đó là để lên cái máy photo nó ra là cho nó in cái mấy cái vạch thước đó, vạch thước đó trên cái miếng giấy, rồi cắt cái miếng giấy đó rồi dán trên cái cầu trục ở cái vị trí đó, rồi mới lấy cái này nè nhìn lên trên đó, đứng ở một cái tư thế cố định nào đó, ta nhìn lên trên đó ở cái vạch đo thứ bao nhiêu mình chọn đó làm chuẩn, rồi sau đó khi mà nó lún xuống bao nhiêu thì chúng ta sẽ đập cái giá trị đó, cái đó tương đối chính xác, tương đối chính xác, chứ không có dùng cái bắn lên đâu. Nếu mà cần phải đánh giá cho người ta thì có thể ăn gian như vậy, nhưng mà cái thước đó phải là được photo từ cái thước chuẩn, từ thước nào, từ cái thước lá chuẩn á, tặng cho cái vạch chia đó là chuẩn. Còn ở đây là mình chỉ nhìn lên thôi, và mình lấy cái này để làm cái chuẩn đứng yên, đằng đằng kia nó lúng xuống bao nhiêu thì mình nhìn lên. Đương nhiên là khi đó là cái tóc, cái góc độ của con mắt của mình á, là nó sẽ nó phải ở một cái góc độ nào đó, nhưng mà cái sai số nó không nhiều, có thể đánh giá dùng của đó để đánh giá được. Thì đối với cái máy đo này thì trước khi mà chúng ta sử dụng thì ở đây nó có một cái giọt nước, thì cái giọt nước này nó sẽ được điều chỉnh để cho đảm bảo cái tâm máy nó nằm chuẩn ngang. Thì người ta sẽ sử dụng ba cái núm này để điều chỉnh cho cái giọt nước nó vô. Điều chỉnh cái này không phải dễ đâu nha, nếu mà anh em mà không có thay để em tin không, cái đấy không ra đi ra đi nhanh đi nhanh cần chưa tốt quá. Nếu mà anh em nào mà chuyên gia về cái lĩnh vực này thì mình hỗ trợ, tại vì tháo ra nữa là giả định là nó điều chỉnh đi, tại vì thật ra ở hiện trường cái mặt đất là nó cũng giống như chưa không điều chỉnh gì đâu. Đúng rồi, cái này thì nó dễ cân hơn, ở trên cái nền này mà có cái này thì dễ cân hơn. Còn anh em nào không quen thì mình cân cái này cũng phải 1 buổi nè, cái bộ nó chạy qua chạy lại khó chịu lắm, chứ không phải là dễ cân đâu. Nâng một cái chân bên nào đó vô lên đây, đúng không? Đây có cái giọt nước này, nếu như mà cái giọt nước này nó nghiêng về phía chân bên này này, nghiêng về phía chân bên này thì mình chỉ cần nâng cái chân bên này lên một chút là nó sẽ tự động cái giọt nước này tự động là nó có đẩy vào, hoặc là mình hạ xuống một chút thì nó sẽ tự động nó kéo lại về. Tức là nó cái giọt nước này bây giờ đang hướng về phía nào, vì nếu như mà nó ở phía chẳng hạn như là cái chân này chẳng hạn, thì mình lại nâng cái chân này lên, và sau đó thì mình điều chỉnh một chút ở đây thôi. Cái này thì chỉ cần rất nhẹ, nó còn chỉnh được chỉnh chân. Còn cái bọt nước này còn nghiêng ở phía bên này, còn nó đang ở giữa hai chân này, thì chỉ cần chỉnh chân này thôi. Đó là những cái người nghiêng làm cái đó thì người ta sẽ có kinh nghiệm, mình thì ít có xài, và gần như là anh em chúng ta là để cái này ở trên nhà xưởng thôi, cứ để lên là cứ làm đại thôi. Thì ở trên đây nó có một cái
trên cái ống này có một cái núm hình tam giác. Nếu mà anh em nhìn vào đây thì mình sẽ thấy cái núm hình tam giác. Cái này á, là thường thường ngày xưa là khi mà chúng tôi làm á, là người ta sẽ căng cái tam giác này lên cái vị trí mà đó là người ta dò tìm cái thước đó nó nhanh thôi. Thì nó có những cái núm dặn để điều chỉnh tự ly. Ta nhìn vào trong cái ống kính này nó có những cái bộ phận, mấy cái này tôi không rành lắm, thật là cái thiết bị đo này là tôi không có rành lắm bởi vì không có sử dụng cái thiết bị này. Không phải chính như thế hả? Cái máy của cơ quan tôi lúc đó là có bấm thì nó sẽ hiện lên cái chế độ, nó báo là cái vuông ngang, vuông góc của cái phần quay này, để khi đó đo ở trên cái thực địa là thường thường là nếu mà kết hợp với thước mia thì ta sẽ chỉnh cho cái cao độ này làm chuẩn máy, sau đó là mình quét ngang như vậy thôi để kiểm tra cái cao độ của từng cái vị trí mà mình cần. Còn ở trên đây thật ra là gần giống như cái ống dò vậy thôi. Thực tế là thôi được rồi, thế thì được rồi thôi. Tôi không đặt cái này lắm. Ở trên đây nó có hình tam giác cắn để chúng ta dò tìm cái điểm mà mình cần. Cần hướng tới cái chỗ đó là mình điều chỉnh, mình nhìn thôi là nó tốt thôi. Còn cái máy đo này thực tế là tôi không có rành cái máy này. Có thể nếu mà như thế thì khi đặt cái ống đo phải lên trên cái khẩu độ, nhìn vào cái khẩu độ thôi, còn dán cái thước lên khẩu độ cơ mà. Đúng rồi, các anh rất là dán cái thước khẩu độ. Em phải chỉ thị, ví dụ cái thước có 10, có 10 thước đó, em phải chỉ thị cái kia vào đúng điểm số 3 thì là khi kéo tả thì nó mới tu xuống lên điểm số 5, thì em tự trừ đi, chỉ số trong, chỉ số trước thì ra đồ vào. Mình vẫn phải nhìn lên trên, cố định cái này tại một vị trí, em nhìn. Đây là tiêu thử. Mình chỉnh cái tiêu thử để mình nhìn rõ là đây cái này. Còn khi mà nó đã gần đến rồi thì ta có thể chỉnh tinh đây, chỉnh cho nó rõ cái nét lên. Có thể cái mục tiêu của mình là kiểm tra độ bóng dầm, không phải cái là khi mà tải nó xuống, khi đây là cái dầm này, khi treo tải giữa này thì cái dầm nguyên thủy nó thế này, thì nó sẽ khi có treo tải nặng nó sẽ bóng xuống một cái quảng, bóng xuống như này, một quảng xuống như thế. Thì cái độ bóng ở giữa dầm này nó sẽ có quy định là không được vượt quá cái độ bóng 100 mét của ban đầu. Thông thường thì cho lần mà nghiệm thu thiết kế cầu trục lần đầu tiên đấy, kiểu thế. Thật ra là cái máy đo này nó không phải là dùng để kiểm tra cái độ rộng đó đâu, người ta có thể dùng một trong những cách như vậy, chứ cái máy đo này là đối với sử dụng ở ngoài là người ta kiểm tra cái thân tháp nó chưa đạt đến tháp rồi, có những cái thiết bị khác. Ví dụ cần kiểm tra độ của thanh tháp hoặc là những cái yêu cầu gì đó trong nếu mà như thế thì sáng nay cần một cái xe lưng một cái mang cái này toàn kiểm tra đi cái nâng này, cái cũng nâng là không lưng đặt cái cũng nâng xem là không kiểm tra thì nó liền cái gì đó mua cái cũng phải là cái gì đó đối với cái gì đó xe lưng là không có thể đi ra đi vào được. Công rồi cũng chẳng sao, cái đó là cái điều nó tải, nó có thể có một chút nhưng sau khi hết tải thì nó lại còn đang tạo ra thì nó dễ thôi. Cái này người ta kiểm
vào bắt đặt, bắt đặt cái thân giá sau khi đã làm bắt được giao thành công trong 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 trong